Chào mừng các bạn đến với khóa học tự tin ngữ pháp. Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới, bài hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì cái thì này á, nó tương tự với cái thì hiện tại hoàn thành. Bởi vì mục tiêu của bài học hôm nay là chúng ta phải phân biệt được khi nào mình dùng hiện tại hoàn thành, khi nào mình dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì trường hợp thứ nhất, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, nó được dùng cho hành động bắt đầu trong quá khứ và nó tiếp diễn đến hiện tại. Thì cái trường hợp này cũng y chang như là hiện tại hoàn thành thôi. Như là the girl has been singing for 10 minutes. Có nghĩa là cô gái đã hát liên tục 10 phút. Trường hợp thứ hai là cái hành động từ quá khứ nó kéo dài tới hiện tại và có thể tiếp tục đến tương lai. Thì nó cũng tương tự như hiện tại hoàn thành thôi. Như là students have been studying English since last year. Có nghĩa là những sinh viên này đã học tiếng Anh từ hồi năm ngoái. Nhưng mà ở cái thì hiện tại hoàn thành á, ở cái thì hiện tại hoàn thành á, ở cái thì hiện tại hoàn thành á, thì nó nhấn mạnh vào kết quả, thành tựu của hành động. Còn cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn á, nó sẽ nhấn mạnh vào thời gian liên tục. Mình làm cái gì đó liên tục từ quá khứ tới hiện tại. Ví dụ như cái trường hợp này, anh ấy đã để dành được 1.000 đô. Như vậy thành tựu của anh ấy, thành tựu là được 1.000 đô, được 30 triệu. Còn như cái trường hợp ở dưới đây là he has been saving for 2 years. Có nghĩa là anh ấy đã để dành liên tục trong 2 năm. 2 năm là thời gian anh ấy để dành liên tục trong 2 năm. Ngày qua ngày anh ấy nhịn ăn, nhịn uống, nhịn mặc gì đó để sau 2 năm trời. Liên tục trong 2 năm trời. Đó, thì cái hiện tại hoàn thành tiếp diễn là nó nhấn mạnh cái sự liên tục. Chúng ta sẽ xét thêm hai cái ví dụ nữa về cái thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chẳng hạn như trường hợp thứ nhất là Julia has been talking on the phone for an hour. Có nghĩa là Julia đã nói chuyện trên điện thoại được 1 giờ. Nếu như mà mình chia hiện tại hoàn thành tiếp diễn á, có nghĩa là cô ấy đã nói điện thoại suốt 1 tiếng đồng hồ. Và cái khả năng cô ấy nói nữa rất là cao. Còn nếu như mà cái câu này mà mình chia ở cái thì hiện tại hoàn thành thôi, là has talked has talked has talked có nghĩa là Julia gọi điện thoại để nói chuyện với ai, để giải thích cái vấn đề gì đó, nhưng mà đã giải thích được 1 tiếng đồng hồ rồi. Có nghĩa là cái vấn đề đó đã giải quyết xong, đã hiểu, đã giải quyết xong, hoặc là đã hiểu. Tại vì giải thích cả tiếng đồng hồ thì phải hiểu rồi hoặc là phải xong rồi. Đó, thì nó khác nhau. Như vậy là sao? Là hiện tại hoàn thành đó, là nhấn mạnh cái thành tựu. Thành tựu đã hiểu, đã giải quyết xong. Còn hiện tại hoàn thành tiếp diễn đó, là nhấn mạnh thời gian liên tục, là nói liên tục 1 tiếng đồng hồ mà chưa có mệt, vẫn còn muốn tiếp tục nói nữa. Câu thứ hai, I have been playing tennis since I was a small child. Tôi đã chơi tennis từ khi tôi còn là một đứa bé. Thì có nghĩa là nếu như mà trường hợp này á, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, có nghĩa là nhấn mạnh là cái thằng này là nó rất là thích chơi tennis,
nó chơi từ nhỏ cho tới lớn nó vẫn không chán. Nếu như mà mình dùng cái thì hiện tại hoàn thành thôi, có nghĩa là half played, có nghĩa là thằng này nó đã chơi tennis lâu rồi, bây giờ là nó đã chơi giỏi rồi. Chơi giỏi rồi hoặc ít nhất thì cũng đã khá rồi đó. Thì cái này là thành tựu, thành tựu hay là kết quả nó. Bởi vì khi mà mình gặp một cái câu mà từ quá khứ kéo dài tới hiện tại là mình phải suy nghĩ tới là người ta, cái người nói người ta muốn nhấn mạnh cái gì, muốn nhấn mạnh thành tựu hay là muốn nhấn mạnh cái tính liên tục đó. Thì như vậy thì mình mới biết được mình chia thôi, chứ hai này nó tương tự nhau. Nếu các bạn thấy video của mình có ý nghĩa thì các bạn hãy đăng ký kênh và giới thiệu cho nhiều người cùng học. Nếu các bạn muốn tải sách tiếng Anh miễn phí thì hãy tới blog của mình ở địa chỉ studyenglishathome123.blogspot.com để download. Cảm ơn các bạn.